Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đương thời ngồi nhập định với cội Bồ Đề. Khi sau mai vừa mọc, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiên tánh, nghĩa là buông bỏ vọng niệm, đã buông bỏ là nhất niệm giác, niệm niệm giác. Niệm của chúng ta ngày nay là nhất niệm mê, niệm niệm mê. Đại sư Huệ Năng ở trong phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhận, Ngũ Tổ giảng cho Ngài nghe Đại Ý Kim Kim Cang, nói đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài buông bỏ nhất niệm giác. Giác như là thành Phật. Đại sư Huệ Năng 24 tuổi buông bỏ cảnh giới đó, và cảnh giới Đức Phật Thích Ca nhập định với cội Bồ Đề là hoàn toàn giống nhau, bình đẳng. Bình đẳng giác. Là đã thành Phật, là ra khỏi 10 pháp giới. Thế Tôn dùng thân phận Phật xuất hiện tại thế gian. Đại sư Huệ Năng xuất hiện với thân phận một vị tỳ kheo. Như Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa nói về 32 ứng thân, đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy. Đương thời Đức Thế Tôn ở Ấn Độ, Ngài thị hiện thân Phật để độ, dùng thân Phật. Ngài Huệ Năng tại Trung Quốc thị hiện thân tỳ kheo, đáng dùng thân tỳ kheo để độ, liền hiện thân tỳ kheo. 32 ứng có thể hiện ra bất kỳ thân phận nào, không có hình tướng nhất định. Đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân ý. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng sanh có cảm, có tâm, Phật Bồ Tát ứng không có tâm. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Trong kinh Thế Tôn ví dụ nói rằng, chúng ta đánh trống, chúng ta đánh là có tâm, tôi đi đánh nó, khi nó phát ra âm thanh, nó không có tâm. Nó không nói, anh đánh mạnh một chút, tôi kêu lớn hơn một chút. Anh đánh nhẹ một chút, tôi kêu nhẹ một chút. Nó không khởi ý niệm này. Ứng không có tâm. Không có tâm sao ứng được, là do tự tánh. Pháp nhĩ như thị. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Nhiều người cảm như thế, có ứng kịp chăng? Chúng ta thường khởi vọng tưởng này, sợ Phật ứng không kịp, ứng sai, đâu biết rằng Ngài không có tâm, cho nên Ngài có thể ứng khắp mọi nơi. Có tâm thì không, có tâm nhất định rất mệt, vậy thì rất vất vả. Không có tâm, tám thức 51 tâm sở đều không có. Đây là nói đến cảm ứng đạo giao. Vậy mới biết biến pháp giới hư không giới đều là chính mình, là bản tâm ta hiển tiền. Người giác ngộ tánh đức hiển hiện, người mê hoặc a la gia hiển hiện. Bản tánh là chân tâm, a la gia là vọng tâm.
vọng tâm không thể lìa chân tâm, giống như bóng với hình vậy. Chiếc bóng không phải chân thân, không lìa được chân thân. Lìa chân thân nó không có bóng. Cổ nhân đưa ra ví dụ này rất hay. Ngày nay chúng ta mê, mê ở đâu? Chúng ta cho chiếc bóng là thật, cho rằng đó là tự tánh, quên mất thân thể thật. Hoàn toàn không hay biết. Sai là sai ở đây. Phàm phu, nếu không tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền, không tiếp thu giáo huấn của Phật Bồ Tát, sự mê hoặc đó tạo thành sai lầm lớn. Vì sao vậy? Nhất định sẽ tùy thuận tiền não. Trong Bách Pháp Minh Môn Luận, 26 phiền não tâm sở, nhất định tùy thuận nó. Tuy có 11 thiện tâm sở, 11 thiện tâm sở bị đóng băng, ướp lạnh, không khởi tác dụng. Hoàn toàn bị tập khí, phiền não chi phối, khiến ta làm vô số chuyện xấu xa, tạo vô biên ác nghiệp. Quả báo này ở trong ba đường A, quả báo trong địa ngục A Tỳ. Xã hội hiện tại không phải chính là như thế. Chúng ta coi như là người may mắn, cũng là người trong số ít. May mắn tiếp xúc được với giáo huấn của Thánh Hiền, may mắn tiếp xúc được Phật Pháp Đại Thừa. Trong ngàn vạn người có được một. Ngày nay trên thế giới nhân khẩu gần 7 tỷ người. Trong 7 tỷ có mấy người tiếp xúc được Phật Pháp chân thật, thông đạt Phật Pháp? Có mấy người làm giảm nhẹ được mức độ ô nhiễm của thất tình ngũ dục? Thất tình ngũ dục bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Sáu loại trứ của thất tình: hỷ nộ ai lạc ai ô. Sáu thứ này là nhiễm ô tinh thần. Sau cùng là dục. Dục là ngũ dục, tài sắc danh thực thụy. Đó là ô nhiễm của hoàn cảnh vật chất. Chúng ta bị nhiễm ô vẫn còn nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Gặp được Tịnh Tông, gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, gặp được Phật A-di-đà, đó là đại hạnh trong bất hạnh. Vì sao vậy? Vì trong đời này có thể thoát ly 10 pháp giới. Có thể di dân đến thế giới Cực Lạc. Nhất định một đời thành tựu.
chứng được cửu cảnh viên mãn. Nhân duyên này trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cơ hội này, cư sĩ Bành Tế Thanh nói, là ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Ta đã gặp được rồi. Người gặp được không ít, người thành tựu không nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Sau khi gặp, bản thân không đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Liền thoái chuyển, lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Không đủ khả năng kháng cự sự nhiễm ô, không đủ năng lực để không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Ta không có bản lĩnh này, vì thế mà ác hành, ác niệm không dừng lại được. Thiện niệm thiện hành không thể tương tục. Cho nên thiện nghiệp không thể thành tựu. Không thể tránh được ác báo ác quả.